Mình cần mua đất chính chủ Bình Dương, bạn nào bán xin bình luận dưới clip nhé. Xin các bạn đừng gọi bán đất vào các số điện thoại tiệm cá mà mình quay clip, vì mình mới là người cần mua đất chứ không phải các tiệm cá ấy. Các bạn gọi cho họ khiến mình cảm thấy rất áy náy vì đã làm phiền họ. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Có lẽ khi các bạn vừa thấy tên clip này xuất hiện thì các bạn sẽ rất nghi ngờ và tò mò làm sao mà cá bảy màu, cá chân châu, cá bình tích mà lại có thể sống ở nước biển được. Có lẽ cảm giác của các bạn cũng giống y như mình khi mà lần đầu tiên mình tiếp xúc với nguồn thông tin này. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái điều thú vị đó. Chuyện xảy ra hơn một năm, cách đây hơn một năm rồi, có một bạn ở nước ngoài chia sẻ với mình là có cá bảy màu biển. Mình mới vô cùng thắc mắc, ủa sao mà có cá bảy màu biển được ta? Lần đầu tiên mình nghe, mình mới nghĩ đó là cái tên thôi, còn thực ra là một cái loài khác. Nhưng mà mình cũng bỏ thời gian ra tìm hiểu, nghiên cứu. Bằng tiếng Việt thì hoàn toàn không có thông tin này các bạn ạ. Và thật là may mắn khi mà mình tìm bằng tiếng Anh á, thì có rất nhiều thông tin về cái chuyện mà cá bể màu này, rồi cá chân châu, cá bình tích sống bằng nước biển các bạn ạ. Và trên YouTube thì cũng hàng loạt các clip đây luôn, mình đang cho các bạn xem này các bạn này. Thì thực chất những em cá bể màu, cá chân châu, bình tích vốn là sống ở nước ngọt các bạn ạ. Nhưng mà họ chuyển hóa nó, họ biến nó, họ thuần dưỡng nó từ nước ngọt chuyển dần sang nước mặn các bạn ạ. Cũng giống như có một số loại nước, loại cá cảnh á, từ nước mặn này hoặc là từ nước lợ này, người ta cũng chuyển dần dần cho nó về lại nước ngọt để nuôi cho dễ đó các bạn. Một câu hỏi được đặt ra là ủa người ta biến mấy con cá này cho nó chuyển sang sống ở nước mặn làm gì? Đó là vì họ có thể thả những em cá này khi mà chuyển hóa xong á, họ có thể thả vào hồ nước mặn và chúng sẽ giúp kiểm soát tảo, cũng như là để làm tốt hơn cái vòng tuần hoàn ở trong hồ nước biển của họ. Cũng có người thì thuần hóa những em cá này cho sống ở nước biển để thả vào cái hồ cá biển của họ, giống như là một kiểu chơi trội, chơi nổi vậy đó các bạn. Ồ, tưởng tượng coi một hồ vừa có san hô, vừa có rong biển, vừa có cá biển, có mấy em cá Nemo mà lại lạc vào đó mấy em bể màu, mấy em chân châu bình tích, thì chắc là sẽ có khối người sẽ ngạc nhiên về điều đó. Và chủ nhân của hồ có lẽ là sẽ hãnh diện lắm. Và một lý do nữa để người ta làm điều này, đó là họ tin rằng khi mà nuôi những em cá bể màu, chân châu, bình tích ở nước biển như vậy á, thì chúng sẽ đỡ bị những bệnh mà hay có ở trong nước ngọt hơn các bạn ạ. Nhờ đó mà cá sống khỏe hơn. Bởi vì khi mà nuôi những em cá này trong nước mặn lâu ngày á, chúng cũng có thể sinh con luôn đó các bạn ạ. Chúng phát triển khá là bình thường. Với hoàn cảnh ở trọ như hiện tại thì mình không có điều kiện để làm một hồ cá biển thực sự để cho các bạn trải nghiệm. Nhưng mình sẽ tích góp những kinh nghiệm, những sự hiểu biết từ trên các trang của nước ngoài. Họ đã nghiên cứu, đã thành công, đã thực nghiệm thành công rồi, thì mình xin được phép làm người trung gian truyền tải những cái kiến thức hay ho đó cho các bạn. Hy vọng là một lúc nào đó chúng sẽ giúp ích cho các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình xin được chỉ cho các bạn, xin được hướng dẫn cho các bạn cách để thuần hóa những em cá Molly, những em cá chân châu bình tích, những em cá bể màu từ nước ngọt thành nước biển nhé. Đầu tiên đó là mình lưu ý các bạn, đó là cá chân châu bình tích thì việc biến nó từ nước ngọt sang nước mặn sẽ đỡ tốn thời gian hơn là cá bể màu. Nếu cá bể màu mất từ 12 cho tới 24 giờ để chuyển nguồn nước cho chúng á, thì với cá chân châu bình tích thì chỉ mất khoảng 8 giờ thôi. Cái đó là người nước ngoài người ta ghi như vậy. Nhưng mà riêng với mình nghĩ vậy này, chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài cái thời gian nó ra. Có lẽ là con cá nó sẽ thích nghi dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái hồ nhỏ khoảng 8 lít nước và có nước biển nữa nha các bạn nha. Nhưng mà nước biển không phải cho vô cái hồ 8 lít nước đâu. Cái hồ 8 lít đó là chúng ta sẽ để nước ngọt nha các bạn nha. Chúng ta sẽ thả những em cá Molly, chân châu, bình tích đó các bạn vào một cái hồ khoảng 8 lít hồ nước ngọt nha các bạn nha, để chúng ta chuẩn bị chuyển đổi môi trường cho chúng này các bạn này. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ cần nước biển. Chúng ta có thể cho nước biển vào trong một cái túi và treo ở bên trên cái hồ 8 lít mà đang có cá Molly, cá bể màu ở bên trong đó các bạn. Và các bạn nhớ để riêng nha, nếu mà làm Molly thì làm riêng, tức là làm chân châu bình tích là làm riêng nha, còn làm cá bể màu thì làm riêng nha các bạn nha. Đó, thì chúng ta sẽ treo cái bịch nước biển ở bên trên như vậy, và chúng ta châm một cái lỗ cực kỳ nhỏ, làm sao cho nó chỉ chảy xuống nước khoảng cỡ chừng
một giọt một giây thôi các bạn ạ. Mỗi giây một giọt thôi các bạn ạ. Chảy cực kỳ chậm như vậy đó các bạn. Cho tới khi nào mà cái nước ngọt đó nó dường như là trở thành nước biển rồi đó, là chúng ta đã thành công rồi đó các bạn ạ. Thành công bước đầu thôi. Chúng ta vẫn còn tiếp tục phải quan sát những em cá chân châu bình tích của mình nha các bạn nha. Mình nhắc lại là cái lượng nước biển mà nó chảy vô trong cái hồ 8 lít ở bên dưới đó các bạn, đối với cá chân châu, cá bình tích là khoảng mỗi giây một giọt nha các bạn nha. Còn với cá bể màu thì 4 giây mới nhỏ xuống một giọt thôi các bạn ạ. Nó chảy cực kỳ chậm như vậy đó các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy sao khó quá, châm cái lỗ lỡ châm mạnh cái nó xịt ra luôn sao, thì mình có thể gợi ý cho các bạn, đó là cái bộ dây truyền dịch mà giống như là mấy người người ta hay đi truyền dịch đó các bạn. Cái chai nước biển đó các bạn, giống như mấy cái chai mà các bạn hay nuôi cá beta đó các bạn. Cái chai mà để truyền dịch cho người á, thì nó sẽ có cái bộ dây đó các bạn ạ. Nếu mà các bạn tìm được cái bộ dây đó từ các tiệm thuốc tây, những cái phòng khám á, thì các bạn có thể tận dụng nó để nó chạy vào hồ cực kỳ chậm các bạn nhé. Và như lời khuyên ở trên các trang nước ngoài thì cá chân châu, cá bình tích sẽ tốn khoảng cái chừng 8 giờ để quen được cái nước biển này. Còn cá bể màu, bởi vì chúng ta nhỏ chậm hơn mà, 4 giây mới nhỏ một giọt mà, cho nên sẽ mất từ 12 cho tới 24 giờ các bạn nha. Nhưng chúng ta mới chỉ hoàn thành bước đầu thôi các bạn ạ. Chúng ta còn phải tiếp tục quan sát con cá xem nó có triệu chứng gì không. Một số triệu chứng có thể xảy ra như sau. Cá của bạn có thể chao đảo, nó không cân bằng được, nó không giữ thăng bằng được, và nó giống như lắc lư đó các bạn ạ. Rồi nó hay nổi ở trên bề mặt nước nữa. Với cá cái thì có thể rớt trứng ra ngoài hoặc là đẻ con non luôn. Khi các triệu chứng này xuất hiện thì các bạn nên lập tức vớt cá trở lại nước ngọt. Các bạn đừng có sợ là ủa đang từ nước mặn mà chuyển phát một con nước ngọt, sợ nó lại sốc một lần nữa. Thì mình cũng thắc mắc như vậy đó, nhưng mà các ý kiến từ các trang nước ngoài đều nói là các bạn cứ mạnh dạn thả vào như vậy đi. Bởi vì nếu mà các bạn còn tốn thêm thời gian để nó từ từ nó quen từ nước muối, xong rồi nhạt dần mới ra nước ngọt á, thì lâu quá thì có thể là không cứu được con cá đâu. Đó thì cái này là mình nhắc lại mà, mình chỉ đang truyền tải kinh nghiệm từ những trang nước ngoài về cho các bạn thôi, mình chỉ là trung gian thôi. Các bạn nhớ lưu ý những triệu chứng này nhé. Người ta nói là đừng lo lắng khi mà cá chân châu bình tích hoặc là cá bể màu á, từ nước mặn mà bị sốc quá xong các bạn chuyển sang nước ngọt á, thì cá có thể nằm ở dưới đáy trong một vài giờ, nhưng mà sau đó nó sẽ sống và sẽ trở lại trạng thái bình thường trong một vài ngày. Dĩ nhiên là có thể xui xui thì em cá nó cũng ra đi. Và chính vì sợ cái xui xui cho nên mình mới nghĩ vậy này. Thay vì người ta nói là mỗi giây nhỏ một giọt á, thì chúng ta có thể làm chậm lại với cá chân châu bình tích, hoặc là với cá bể màu người ta khuyên là 4 giây nhỏ một giọt nước biển á, thì mình nghĩ là mình cứ làm chậm lại thôi, cho 5-6 giây gì đó, thì thời gian thích nghi của cá dài thì có lẽ sẽ ổn hơn các bạn nhỉ. Nếu mà bạn nào từng làm cái thí nghiệm này rồi á, thì mình rất hoan nghênh các bạn hãy chia sẻ cho mọi người bên dưới. Và với ý kiến cá nhân của mình á, thì mình nghĩ là nếu các bạn thử nghiệm cái này thì các bạn nên thử với những con cá nó xấu xấu trước nha các bạn nha. Nếu mà thành công thì chúng ta sẽ áp dụng với những con cá đẹp hơn, tránh trường hợp lấy ngay con cá đẹp nhất ra làm rồi cuối cùng nó chết thì thật là đáng tiếc. Việc không sử dụng nước biển mà sử dụng nước muối với nồng độ tương đương cũng cho kết quả tương tự các bạn nhé. Mình hy vọng tập này vừa chia sẻ thông tin thú vị với các bạn, vừa cho các bạn có thêm một ý tưởng nếu các bạn thích sáng tạo. Rồi, chào tạm biệt các bạn.